đưa con bia ra, đưa cái vị thế nào. Cái vị kia chứ. Hai mặt. Hello anh em ơi, từ bấy giờ mình đăng cái mail lên thì là anh em lại nhắn tin lại hỏi, mình chỉ luôn cách phương pháp anh em lấy ra vệ sinh cái van guarantee này, đúng không? Rồi nếu mà sai giá trị của TPS thì anh em tháo ra thay cái lâm châm này, à, thì anh em lúc này đi xin cái mail hư, chia sẻ trên 50 người coi, à, anh em nhá. Đó, nếu anh em nào làm hai cái loại mà mail 2-3V, con này nó sẽ là 3V này. Hỏng 26. Rồi. Hỏng 28. Đó, tất cả là hai con mew bây giờ nó nổ ngon. Đó, nổ ngon như cành đào ấy. Chia sẻ. Thì bây giờ anh em muốn lấy cái mên này ra thì anh em phải có đồ hút. À, hút cái này ra rất chi là phê. Cái này là chân IC của nó. 2 4 6 8 9 10, 12, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 34 chân này để anh em hút ra thì khá là phê. 4 chân của van Galanti thì anh em phải hút rồi. Và một con ốc lục giác bông ở đây. Thì bây giờ anh em chỉ cần mở một con ốc lục giác bông, chia sẻ anh em. Và 4 cái mối chì của cái van Galanti tự động. Còn 34 cái chân này thì anh em không cần hút. Anh em bẩy ra như thế này. Đó, nó chẳng hư hỏng gì. Nó chỉ qua là một lớp keo silicone chống nước vào. Đơn giản giống cái pha đèn. Đó, đại cái này ra thì đơn giản. Cần một cái này. Chắc trong nhà ai cũng có cái này. Đó, cây đoạn này. Cái này thì anh em quá quen thuộc rồi. Anh em biết cây gì không ạ? Comment. Đó. Rồi cây này chắc anh em ở nhà ai cũng có. Biết cây gì không anh em? Biết cây gì không ạ? Đấy, cây gì? Để comment. Thì chúng ta sẽ lấy cái mên này ra ngay trong vòng chưa đầy 5 phút. Đó. Nếu biết cách lấy, kể cả hút 4 cái chì này ra, mở lục giác bông, bấy ra chưa đầy 5 phút. À, vệ sinh tí lắp vào lấy 5 lít, lấy 7 lít, lấy 1 triệu tùy. À, móc lốp đức thường giỏi ghê gốm. Rồi ok, móc lốp quá giỏi luôn, chuẩn. À, chuẩn không cần chỉnh. Đấy, chuẩn không cần chỉnh. Rồi, Đức Hào. Đấy, cây này chắc ở nhà ai cũng có, không thiếu thốn. Thích mang ra phòng bị mình luôn. Có kẻ gian nào đột nhập, hoặc là nó gây rối mất trật tự. Đấy, hoặc là nó xúc phạm. Nó bảo mẹ mày chỉ là cái thằng vá lốp quèn. Cho nó một phát, cho nó vào chân ấy, hoặc là vào người. Né ra, đừng cho vào đầu. Mất công nó chấn thương sọ não thì chúng ta phải nuôi nó. Ok, đồng tình bấm số 1 anh em. Đó.
Rồi Lưu Thắng, những anh em nào chuyên vết 3 bị hòa ga hoặc là TBS không chuẩn đây. Thì đây mình đã mở ra rồi, vệ sinh sạch sẽ. Đây xịt nó láng o. Anh em nào cần cục IC MIU G3 3V thì comment. Chuẩn không cần chỉnh, thông số chuẩn test 2V. Giá hạt rẻ như bỏ rau muống. Hoàng Hoa Hồng 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Thì ở đây nó sẽ là cái van Galanti được cấp một cái đường gió đi vào ở đây, chỉ luôn nè. Đó cái lỗ. Đúng, thần y làm lợi xăng. Đây. Cái đường gió. Gió này cấp vào ở bên trên của cái van Galanti. Xong qua cái van Galanti nó sẽ điều tiết cái lượng gió là cái RPM 1600, 1700, 1800. Đúng không ạ? Thì đương nhiên nó sẽ đi vào cái đường gió này, đi vào trong cổ hút động cơ. Đây, đường gió trên. Đó. Đây. Thì trong quá trình các cụ và các anh, các bác lấy chai xịt nước tẩy thì vô tình xịt vào cái lỗ này. Đó, thì lúc này nó rơi những cái dơ, những cái bẩn. Thì lúc này cái van nó sẽ bị kẹt. Có nghĩa là cái van này nó không đóng gió được. Thì lúc này nó sinh ra bị hòa ga trên 2000 RPM vòng trên phút. Chia sẻ mạng like đủ 100 người chơi nếu anh em nào sử dụng xe Vespa MIU G3 23V. Cái lục giác đâu rồi nhỉ? Mở luôn. Sau cái MIU này nó sẽ là lợi bình xăng con. Đó, xăng mà từ vừa rồi hơn 30.000 lít thì không ông nào làm. Bữa nay xăng còn hơn 20.000 lít thì thi nhau làm bình xăng con. Rồi tiếp tục, sau nó sẽ là làm lợi xăng. Cái lục giác bông đâu rồi cu nhỏ? Đây cái lục giác bông em. Chỉ do anh em nào khéo tay thì làm, không khéo tay thì toang. Không khéo tay thì comment, inbox, Điền Tuấn gửi mail không thiếu. Chia sẻ. Xem cảm thấy video này có hữu ích thì chia sẻ. Chẳng có gì giấu cả. Nhiều các cụ còn hít cái chì này ra. Ở đây mình không hít chì. Mình chỉ cho anh em cái phương pháp lấy ra rễ. Nhưng chì này không cần hút. Đây. Đó. Cần một cái bẫy của chú Bất Giới. Chẳng hư hỏng cái gì cả. Mưu mới lan can. Họng 26. Rồi. Chia sẻ anh em đủ 100 người chơi. Chỉ hết chẳng có cái gì cuộc đời này phải giấu giếm cả. Hòa ga. Rồi cái này bây giờ mình vệ sinh sạch rồi. Thì bây giờ mình tháo ra mình làm lại cho cả nhà coi. Cho đi rồi sẽ nhận lại, không biết nhận lại cái gì đấy biết. Rồi bây giờ bậy cái van Galanti lên. Đấy. Ok. Lấy 13 mắt Pro livestream luôn. Xong. Đây. Rồi bây giờ đường gió cấp vào từ cái bô e nè. Đấy, đường gió này. Đây. Đó, nó sẽ nằm bên dưới. Cả nhà nhìn thấy cái tăm nhọn không? Cho bớt blast. Đây. Đấy, bên dưới. Thì vô tình anh em xịt cái chất hóa chất thì vô tình những cái cặn bã, những cái bẩn, đúng không ạ? Những cái mụi nó sẽ rơi vào trong này. Rơi, nó kẹt ở đây. Đó, thấy chưa? Đấy, nhiều bố vệ sinh họng ga đấy để lấy tiền. Thì lấy tiền chưa được thì tí nó sẽ bị hòa ga. Bởi vì sao? Những cái bụi bẩn, những cái dơ, những cặn bã nó kẹt ở đây. Kẹt. Thì vô tình cái van này nó chỉ là một cái đầu tu IC của chúng ta. Khi lúc này nó đóng lại thì nó kẹt 3 giờ ở đây. Mới cái đầu này nó bị dơ, cái này vệ sinh rồi, đa số nó bẩn lắm. Thì lúc này nó không đóng được gió. Thì lúc này nó sinh ra hòa ga. Rồi. Và lúc này một cái đường gió lớn. Đây, nó sẽ cấp vào. Rồi, đây, trong buồng đốt.
Đây, đường gió này bên trên. Đấy thì lúc này nó bị thông cái đường gió này thì đương nhiên gió vào, gió ra, gió vào, gió ra nó bị to nên nó bị òa, dơ. Đấy, đường này đi vào trong động cơ. Hay không? Hay bấm em cái subscribe, chia sẻ đủ 200 người coi nữa đi. Nó còn khá là hay. Ừ. Hay mọi người để lại comment, bấm lại comment cho em nào, chia sẻ mặn like cho cái comment thả tim. Em buổi trưa nay em nhịn ăn cơm trưa, em chia sẻ mọi người, từ bấy giờ mọi người nhắn tin nhiều quá. Kế tiếp nó sẽ là cái lợi xăng. Nha, chia sẻ mặn lên. Đó, em phân tích cho mọi người biết đường gió đi vào cái lỗ gấn này, cái gân này. Đây cái gân của nó. Và ở đây nó sẽ chạy vào trong động cơ. Tuyệt vời, hay. Rồi. Đó, ok. Thì mọi người bây giờ hãy xịt vệ sinh sạch sẽ cái đầu tu này. Đấy, xịt sạch sẽ. Xịt. Rồi, mọi người bây giờ tiếp tục mọi người lắp vào. Đó. Hút chì của cái van Galanti này để chúng ta tất rời cái main. Đây, nó nằm như này. Đấy. Rồi, ở đây còn cái lục giác bông. Nó siết vào đây. Cái bài này hay á, đa số anh em ở trên mạng là chia sẻ là hút cái này không à. Cái này em không cần hút. À, chấp người ta hút được 3 cái main này ra thì em phải lấy được nhổ khoảng 6 cái main này, nói chung là chơi 1 cấp đôi ấy, 1 cấp 3 cũng chơi. Để cho nhiều anh em để hút chỉ cái này ra, anh em hút được 1 cái main này ra, em lấy được 3 cái main này ra. Khỏi con mưu. Cứ bây giờ 1 mưu chơi 3 mưu. Nếu anh em chơi như thế này. Thì bây giờ anh em phải cắm mỏ hàn. Anh em dùng thiết chỉ hút. À, đó, hút 1 mưu em đảm bảo nhổ được 3 mưu. Dùng cây này. Bậy là ra, bật là ra nha anh em. Rồi. Xong, chúng ta sẽ lắp vào. Đó. Ở đây sẽ là một cái từ trường lâm châm. Từ trường lâm châm. Đó. Từ trường này nó bị yếu thì TPS của chúng ta sẽ bị sai. Đó, cái này từ trường còn khá là mặn nè. Đấy, hiểu nôm na thế thôi. Rồi, chúng ta sẽ lên ga, nó sẽ. Đó. Nếu từ trường này yếu hoặc đồng thời bị sai giá trị TPS không ở lại 2.4, khi anh em đã cài đặt TPS thì lúc này có nghĩa là sao? Anh em kiểm tra lâm châm trong này nó bị lỏng so với 4 cái ngàm này. Thì anh em có thể ép 4 cái ngàm lại. Nếu nó còn lỏng thì anh em lấy tí 502 bon cho nó một bon hai góc để nó định tâm cái van. À, để nó định tâm cái lâm châm từ trường này lại. Rồi lúc này các bạn và anh em lên xe cài đặt lại TPS. Nếu TPS không nằm ở cái giải giá trị 2.4 mà lúc này sẽ là 0 độ, 1 độ hoặc là 8 độ hoặc là 15 độ thì Galanti lúc này sẽ không ngon. Thì anh em có thể kiếm những con mưu hư về nhà bảy ra thay cái từ trường, bậy mấy cái này lại, hoặc là nó gãy hết cái này thì anh em dán keo 502. Ok. Cái này sai TPS. Cái này làm cho anh em hỏa ga. Rồi còn cái này nếu mà nó bị không bị gì thì tháo ra, lấy chai xịt, xịt sạch vệ sinh. Sợ mất công nhiều cái ba dớ nó mắc ở cái chân vi xử lý. Đấy, chân rết. Đây. Đó, vệ sinh sạch, xịt. Đấy, hoặc đồng thời khò sấy khô, hoặc đồng thời mang phơi nắng. Ok. Rồi ở đây có tấm phin. Đấy. Gọi là cái miếng gì? Mi lông, phin, phím. À, để nó cắt.
Rồi, không có vết 3 thì anh em xem. Để lần sau có vết 3 để xử. Rồi, siết vô. Xong cái này lắp vào lấy keo dán gioăng cũng được. Keo dán gioăng mà 5.000 một típ á. Đó. Cũng ok. Hoặc là lấy ít silicone. Cái này chống vô nước thôi, không có tác dụng gì cả. Rồi, đó là lượm kẹo này. Là lấy lúa nè, òa ga hả cưng. Đó. Hàn lại. Rồi, hàn lại là xong. Rồi, có anh em nào hỏi thắc mắc về cái van này không? Rồi, chỉ cho Trúc cắt lấy ra luôn. Mấy công này bảo, ừ, ông này chỉ mà không chỉ cắt lấy ra. Rồi, lúc này chắc nhà ai cũng chẳng bao giờ thiếu cái Eto. Được chưa? Đây. Đó, siết nó lại. Đây. Đó, siết nó lại. Siết nó cứng vô. Để nghiêng như thế này. Siết nó cứng vô. Lấy cái máy khò. À, đấy, hơi cho nó nóng. Rồi, lấy cái bẫy. Bỏ trong này, bẫy là nó ra. Ok chưa? Đó, hơi cho nó nóng. Nó chỉ là cái keo giống cái pha đèn vậy thôi. Hơi cho vòng tích tắc. Rồi là cái bẫy bỏ trong này dìu cái bung mên. Đó. Ok. Vô. Đấy, Eto. Đấy, cưa sắt để sửa IC. Chỉ luôn cho anh em. Đấy, mọi người thấy được không? Rồi bây giờ anh em, cái phương thức làm bình xăng này bây giờ xăng nó rẻ rồi, quan trọng là khách hàng có làm hay không. Không làm thì thôi, còn bây giờ anh em làm, anh em mua phương thức này, anh em mua đồ nghề, mua cái gì nữa biết không. Đâu rồi, mua ông Sáu, mua bét chín. Đó, ông Sáu, bét chín, bét phụ. Đây, ông Sáu để làm cho những dòng xe IA, mũi khoan. Đây, bét chín. Đó, để cho những dòng xe 110, những dòng xe 100 dùng cái bét gì, khoan cái lỗ như thế nào. Thì cái này anh em phải mất tiền rồi. Đó, cái gì mình chỉ miễn phí được là miễn phí. Còn cái này anh em phải cấp đồ nghề, anh em phải tốn tiền. Đấy, cái này để cung cấp dùng cho xe gì. Đó, dòng xe IA làm sao cho nó dễ khởi động vào buổi sáng. Đó, anh em phải có đồ nghề mới, cái này có ai cho mình đâu. Nên cái này mình không thể nào chia sẻ được. Nếu anh em nào ok thì anh em phải mất tiền. Đó, ba cái trọt trọt làm lợi xăng nè. Giờ nó chuyển qua FI hết rồi. Đó, còn anh em nào có nhu cầu. Đó, thì anh em phải tốn tiền. Đấy. Ở đây sẽ là gì? Bét chín, à bét chín, bét phụ.
Nó đơn giản là gì? Nó đơn giản, nó như kiểu nổi nghĩ nôm na ấy. Nó như kiểu cái xe mà phun xăng điện tử. Đây, bét phụ này, nó có cái ngấn này, đường gió phụ. Đó. Đây. Rồi, ở đây sẽ là cái vít chỉnh gió. Thì anh em chỉnh gió vào nhiều thì có nghĩa là gì? Đúng không ạ? Rồi, ganti nhỏ nới ra ganti to. Rồi, siết vào ganti nhỏ. Thì đúng như lúc này thiếu gió, thừa nhiên liệu. Đấy, nghĩ nôm na như vậy. Rồi anh em sẽ có cái phương thức để chọt. Ngoáy làm sao cho nó phù hợp. Ngoáy to quá thì gió vào nhiều. Không ngoáy thì thiếu gió. Và tiếp tục phải cung cấp cho anh em những cái này. Đấy, mũi khoan. Để anh em chọt vào thì cái buji nó mới đỏ được anh em ạ. À. Đấy. Rồi mọi người để lại comment. Rồi, cái này để làm gì? Thay cho sirus. Ừ. Rồi, còn mới cái này thì đương nhiên bây giờ sẽ có mũi khoan. Còn cái này sẽ là thêm gì? Cái bộ chợ để chúng ta vệ sinh. Cái này là cái ngoáy bét hàn. Được chưa? Đấy, bọn mười thích thì bụp. Cái quan trọng là cái chọt chẹt để làm sao cho nó ngon. Thay đấy, những cái bét chính hoặc là bét phụ phải xử lý khoan làm sao. Mọi người thấy nhọn không? Ừ. Đây, cái này ngày xưa em kiếm khoảng 200-300 triệu rồi mọi người nè. Và cái quan trọng là chúng ta phải có cái giao thức, gọi là từ giao cấu ấy. Đấy, chúng ta mà yêu nhau chúng ta phải giao cấu. Giao cấu lúc này thì đương nhiên nó mới có thai. Thì 9 tháng 10 ngày thì chúng ta mới đẻ được con. Đó. Cái phần này là phần chúng ta phải giao cấu. Còn coi cây này trên mạng bán đầy. Ngày xưa mình bán khoảng 2 bao này chứ mấy anh em. Ừ. Còn anh em nào không tiết tiền, nếu bỏ ra ở khu vực mình làm xe lấy 300k một bình xăng con. Đó thì chúng ta làm khoảng mười mấy 20 bình thì lấy lại vốn đầu tư dài hạn. Thì anh em yêu. Chẳng qua bây giờ thời buổi bây giờ còn mối là gì? Gym Thái, Supreme, Way 110. Cái thời ngày xưa ấy, nó còn cái Novo này nè. Kiếm ăn nó ngon nè. Đấy, bởi vì nó hao xăng làm một cái lấy 5 lít. Rồi ngày xưa là nó còn cái Attila. Đấy. Thấy chưa? Attila. Rồi là Vespa. Rồi Hasun. Còn bây giờ thế hệ bây giờ nó chỉ còn là Way 100, 110. Đấy. Còn những dòng xe Novo thì bây giờ nó có thể là nó về bảo tàng. Còn anh em nào chịu chơi bỏ mấy tờ châu xanh ra ok. Lấy công thức. Về nhà chọt. Lượm lúa. Đó. Rồi mill thì dùng cái này. Đó, bấy nó ra. Rồi bây giờ vào trong hàn lại là lấy tiền thôi. Ra xe cài đặt lại giá trị của TPS về 2.4 độ. Rồi bây giờ cắm màu hàn nóng vào. Hàn bốn cái mối hàn của cái van Galanti. Siết con ốc lục giác bông lại. Rồi mình ở đây mình công bố giá hết cho anh em. Chỉ hết rồi. Rồi tiếp tục còn cái này nữa. Rồi anh em nào ok. Bộ tài liệu 2 triệu. Bao nhóm học online. Được chưa? Dạy trực tiếp. Thì bây giờ anh em đăng ký đi. Một bộ có cái gì? Có nguyên trần chân IC khóa Smoky full màu. Rồi, quyển này là chân SM. Còn bên dưới này sẽ là cẩm nang. Rồi, giá 2 triệu tham gia khóa học online, chuẩn bị bây giờ mua tài liệu để đăng ký khóa học. Bỏ ra 4 tờ châu xanh để chiêm ngưỡng 15 20 đêm về online. Ok, nhân tiện tháng 7 âm lịch đang còn tri ân bụp anh em. Lô.
Ừ. Ở đâu nữa? Ừ, sao? Đó. Rồi, 2 triệu. Còn bây giờ anh em mà tiền không muốn bỏ ra, anh em cứ muốn free là không có, free cái gì được là free. Bởi vì cái này thứ nhất đấy là phải ngồi viết, ngồi chụp, ngồi nắn nót in. Còn cái mưu này, mưu nhà có chia sẻ luôn, có cái gì đâu. Đấy, nhân tiện ở đây có mưu, cái gì là free được. Đấy, tài liệu 2 triệu một bộ, bao nhóm học online. Ok. Rồi anh em chúng ta có để lại cái gì, có hỏi cái gì, có hỏi comment, có ước gì thì anh em để lại phía dưới luôn. Ừ, hỏi luôn đi ạ. Tay ga Xuân Dần tí tặng cho quyển trên chân IC trắng đen thôi. Màu đọc không nó bị nhòe mắt. Rồi, cục IC V21 của A Black 2010 bị mất lửa, tí tháo ra sửa. Khánh mô tô chưa, anh truy cập vào cái Zalo, lấy cái gì vào Zalo giùm em cái để em biết, để chiều nay em gửi anh trai ơi. Rồi anh em nào ok truy cập vào cái số điện thoại 0909 755 993 hoặc vào Facebook Taiga Đình Tuấn hoặc là Messenger trong con số điện thoại. Ừ. Rồi, thôi mưu rồi để đây. Đó. Rồi, xin chào mọi người.